choáng váng với quy trình sản xuất kẹo lạc của tàu khựa. Rồi, như vậy là những cái kẹo được cắt ra, đưa lên cân luôn. Rồi, rồi ném đất luôn. Hả, cho vào cái khay rồi nặn, nặn như nặn đất sét luôn. Như vậy là bên tàu người ta sản xuất kẹo kiểu như này à? Nặn thành khuôn này luôn nhá. Đặt lên trên sàn nhà luôn. Lăn luôn. Làm gì? Đây xếp thành ấy luôn, miếng luôn. Đóng túi luôn. Rồi. Online. Không biết ở đây là tàu khựa hay là Ấn Độ nữa. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.